chào, người đã quay trở lại với channel của Trinh. Làm trắng da body là một cái chủ đề mà mọi người rất là quan tâm. Để mà làm trắng toàn diện thì tụi mình cần phải kết hợp rất là nhiều bước khác nhau, rất là nhiều sản phẩm khác nhau. Nhưng mà Trinh biết là không phải ai cũng có thời gian cũng như là điều kiện để có thể kết hợp 7-7-49 bước. Nên trong video ngày hôm nay thì Trinh sẽ chia sẻ với mọi người hai cái bước mà cá nhân Trinh thấy là quan trọng nhất, cần thiết nhất mà mọi người bắt buộc phải áp dụng nếu mà mọi người muốn dưỡng cho da body của mình được trắng, khỏe và an toàn. Đồng thời Trinh cũng sẽ review cho mọi người một cái cặp sản phẩm tương ứng với hai cái bước đó, giá rất là học sinh sinh viên để mà ai cũng có thể mua đưa vào routine của mình, đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch giả như thế này thì Trinh biết là mọi người có một cái ngân sách rất là giới hạn đúng không? Đặc biệt một trong hai cái sản phẩm đó là một cái sản phẩm mà bán chạy nhất ở trên Shopee. Khi mà Trinh nói tên ra thì chắc là không ai không biết cả, tại vì mỗi một cái sản phẩm đó giá chỉ có mấy chục ngàn thôi mọi người. Thì đó chính là những cái bịch muối tắm đến từ hãng Abone Pamilsalt. Thì trên tay của Trinh là có đủ cả ba mùi khác nhau luôn. Cái mùi bò sữa truyền thống này Trinh thấy là mọi người rất là chuộng nè. Ngoài ra thì hãng còn có thêm mùi yogurt cũng như là mùi vitamin C. Một cái bịch muối tắm này dung tích của nó là tới 350g. Mọi người xài ít nhất là phải được 3 tháng luôn. Rất là rẻ. Thì với một cái mức giá mà rẻ như thế này thì công dụng của nó có thực sự thần thánh như là lời đồn thổi hay không? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này. Trinh sẽ phân tích rất là chi tiết cho mọi người về những cái bịch muối tắm này. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói qua một chút về hãng đi. Hãng này Trinh đọc là Abone. Đây là tiếng Pháp nhưng mà Trinh hơi pha cái accent của tiếng Thái một chút. Ra thì khi sống ở Bangkok cách đây khoảng mấy năm thì Trinh đã thấy những cái bịch muối tắm này ở khắp mọi nơi luôn mọi người. Đi đâu cũng thấy hết. Và mọi người thấy cái tag này không? Super brand number one là cái super brand số 1 tại Thái, rất là nổi tiếng luôn. Và Trinh thấy bây giờ thì những cái bịch muối tắm Abone này ở Việt Nam cũng rất là nổi. Mọi người có thể mua ở rất là nhiều các cái hệ thống siêu thị như là Co-op-mart hình như cũng có nè, Guardian nè, rồi Vinmart nữa. Cho nên là đầu tiên phải nói về chất lượng cũng như là nguồn gốc xuất xứ thì tụi mình có thể yên tâm được rồi đó. Tại sao những em này được gọi là muối tắm? Tại vì bản chất nó là muối thiệt mọi người. Khi mà mọi người lắc lên vậy nè thì mọi người có nghe cái tiếng sột soạt không? Tại vì trong đây là những cái hạt muối khô. Và đúng thiệt nó là cái sodium chloride, chính là cái muối mà tụi mình dùng trong nhà bếp á. Nhưng mà mọi người đừng có dại dột lấy ra để nấu ăn hay là súc miệng nha. Nguyên tắc sử dụng của những cái hạt muối khô này là mình sẽ mix nó chung với một số cái nguyên liệu khác, chẳng hạn như là sữa chua nè, mật ong nè, hoặc không là mọi người có thể mua dầu dừa hoặc là dầu em bé baby oil để mà mình mix vào, xong rồi mình mới sử dụng, chứ không có trực tiếp sử dụng những cái muối khô này lên trên cơ thể của mình nha. Chứ không thì nó sẽ rất là rác và nó không có hiệu quả gì hết á. Mình cứ đổ cái muối này ra một cái chén thôi, sau đó thì mình sẽ mix những cái dung dịch vừa rồi vào để nó tạo thành một cái hỗn hợp sệt sệt, sau đó thì mình sẽ massage lên trên da body của mình để mà tẩy da chết vậy thôi. Còn nếu mà bạn nào không thích liquid mix các kiểu thì mọi người có thể mua cái dạng, Trinh nhớ là dạng tuyết, thì bên hãng họ đã mix sẵn muối với lại các cái dung dịch rồi, mình chỉ cần bơm ra và tẩy da chết trực tiếp thôi. Nó mắc hơn tầm khoảng mấy chục ngàn thôi à. Tại đó thì Trinh chưa có xài nhưng mà Trinh sẽ tìm link để bên dưới để mọi người có thể tham khảo. Dạng muối khô như thế này thì cái khuyết điểm của nó là mình sẽ không có thể nào mà đổ ra và xài trực tiếp được đúng không? Nhưng mà bù lại cái ưu điểm rất là lớn của nó là mọi người có thể bảo quản được rất là lâu luôn. Lại dùng lại cực kỳ tiết kiệm, nhất là với một cái dung tích 350g mà giá chỉ có mấy chục ngàn thôi thì thường là Trinh thấy ở các cái spa họ rất là hay xài. Ở nhất là cái spa ở gần nhà Trinh thì các chị đó hay mix cái này nè để mà tẩy da chết gót chân cho Trinh, rất là phê luôn á. Đối với cái bạn Abone này thì mình không chỉ sử dụng cho body không mà mọi người còn có thể sử dụng được cho rất là nhiều cái vùng da cứng đầu trên cơ thể, hoặc là những cái vùng da mà hay thâm sạm, chẳng hạn như là đầu gối nè, khuỷu tay, khuỷu chân, gót chân, vùng dưới cánh tay và thậm chí là vùng bikini nữa. Nhưng mà vùng bikini thì mọi người nhớ là nhẹ nhàng một chút xíu, tại vì vùng đó thì nó khá là nhạy cảm luôn. Chung là nó sẽ giúp lấy đi da chết, lấy đi cái lớp da cũ sừng sùi xấu xí, để lại cái lớp da mới trắng hơn, mịn hơn và giúp cho việc hấp thu các cái dưỡng chất ở các cái bước tiếp theo thì nó sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì đó là cái công dụng lớn nhất của cái việc tại sao mà mình phải tẩy da chết đó mọi người. Những cái hạt muối ở trong này là những cái hạt muối khô và Trinh cảm giác là nó khá là nhuyễn mịn, nó không có phải là muối thô, muối hộp như là muối trong bếp của mình đâu mọi người. Cho nên khi mà nó lên da của mình thì nó không có làm cho da cảm thấy bị đau rát hay là tổn thương gì hết. Và mùi thì rất là dễ chịu luôn. Trong ba mùi á thì Trinh thích nhất là cái mùi sữa chua này mọi người, tại vì kiểu Trinh thấy nó ngọt ngọt, chua chua nhưng mà nó rất là thanh. Còn bạn nào mà thích mùi sữa bò á thì sẽ rất là thích
cái bịch màu hồng này, cái mùi sữa của nó phải nói là thơm phức luôn. Còn đối với cái bạn vitamin C này mọi người, thì nó ngửi giống như là mùi kẹo siêu nguyên cung vậy đó. Chính nghĩ là các bạn teen thì sẽ rất là thích. Cách sử dụng á, thì mọi người lưu ý quan trọng nhất là trước khi sử dụng những cái bịch muối này á, thì mình phải tắm qua trước đã nha. Tắm cho cơ thể nó thơm tho, sạch sẽ đã. Không chỉ phải thơm đâu, nhưng mà phải sạch trước đã, để mình nó lấy bớt những cái lớp bụi bẩn ở trên da của mình. Như vậy thì khi mà mình tẩy da chết á, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Vì nó chỉ tác động đúng vào những cái lớp da chết cần phải tẩy đi thôi, chứ nó sẽ không cần phải hoạt động trên những cái lớp bụi bẩn nữa. Thì như Trinh nói, mọi người cứ cho muối ra xong rồi mình mix vào baby oil hoặc là những cái dung dịch mà mọi người có sẵn ở nhà đó. Còn bữa nào mà lười quá thì Trinh sẽ mix trực tiếp cái em muối này ra cái sữa tắm có sẵn ở trong nhà mình luôn. Mình cho sữa tắm ra lòng bàn tay, xong mình đổ trực tiếp muối lên trên bàn tay của mình hòa chung với sữa tắm, rồi mình mix trộn trộn một cái, xong rồi mình sẽ massage lên trên cơ thể. Làm như vậy thì thứ nhất là nó tiết kiệm thời gian, mình không phải tắm xong rồi mình mới tẩy da chết, mà mình vừa tắm vừa tẩy da chết đồng thời luôn. Rồi nó không phải lít kích lằng nhằng lấy cái này lấy cái kia nữa đó mọi người. Trinh cứ massage đều khắp cơ thể từ đầu đến chân thôi, và Trinh sẽ massage rất là kỹ ở những cái vùng mà da cứng đầu, chẳng hạn như là đầu gối nè, khuỷu tay nè, cái chỗ cùi chỏ mà mình hay chống lên trên bàn á, rồi hai bên gót chân đó. Còn những cái vùng còn lại thì mọi người cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi, nhất là cái vùng nhạy cảm như là vùng da dưới cánh tay hay là vùng bikini thì mình massage nhẹ nhàng, và kiểu đừng có massage quá là nhiều là ok ha. Thì sau khi mà mọi người massage xong á, thì mọi người cứ rửa đi với nước bình thường thôi, thì mình sẽ thấy là những cái vùng da mà mình vừa mới tẩy da chết xong á, nó mềm mịn dã man luôn. Và theo thời gian thì những cái vùng da đó nó sẽ sáng hơn, nó không có bị xỉn màu nữa, và nó sẽ kiểu rất là láng và mịn. Nhưng mà hiệu quả thì không phải tức thì được nha, cho nên là mọi người phải kiểu kết hợp sử dụng tẩy da chết ít nhất là một tuần, tầm khoảng 1 đến 2 lần, và mình phải kiên nhẫn, sau một khoảng thời gian thì mình mới đạt được kết quả. Nhớ là đừng có dục tóc là bất dục luôn đó. Và một cái ưu điểm của những cái bảng muối tắm Avene này, nó giúp cho da của mình có thể sáng hơn nữa, là tại vì trong này không chỉ có cái thành phần muối để mà tẩy da chết, mà nó còn được bổ sung rất là nhiều cái thành phần mà có tác dụng làm sáng da rất là nổi tiếng. Chẳng hạn như là trong cái muối bò sữa này nè, thì sẽ bổ sung theo arbutin. Thì mọi người biết arbutin là một cái hoạt chất làm trắng sáng rất là hiệu quả rồi. Bên cạnh đó thì muối yogurt thì sẽ bổ sung thêm niacinamide và các cái chiết xuất từ sữa chua trái cây nhất mọi người. Còn vitamin C thì hiển nhiên là sẽ có vitamin C rồi. Trên nhớ là còn có thêm arbutin và một số các cái chiết xuất lên men nữa. Nói chung là thành phần rất là ok, đơn giản thôi, nó chỉ tập trung vào những cái thành phần nhất định thôi. Và trên da khô của Trinh á, thì khi mà sử dụng những cái bảng muối tắm Avene này xong thì Trinh thấy là mình không có bị khô da, tại vì trong này thì cũng bổ sung những cái thành phần cấp ẩm nuôi dưỡng, chẳng hạn như là milk protein nè, hoặc là glycerin, hoặc là cái gốc glycol, và còn có cái thành phần làm dịu là allantoin nữa. Và ngoài fragrance là hương liệu á, thì Trinh thấy trong này không có những cái thành phần mà gây khả năng kích ứng ở trên da của mình. Mà ngay cả hương liệu nữa thì Trinh thấy là trên da cơ thể nó cũng không quá là đáng lo ngại, tại vì da cơ thể của mình thì nó không có nhạy cảm như da mặt, nên là mọi người nhớ lưu ý là không có sử dụng bạn này ở trên da mặt của mình nha. Và đối với những bạn mà kiểu bị những cái vấn đề về da như là mụn lưng hay là viêm lỗ chân lông á, thì sử dụng những cái dạng mà tẩy da chết vật lý như thế này nó cũng sẽ mang lại cái hiệu quả cải thiện được nhanh chóng hơn và rõ ràng hơn. Tuy nhiên nếu mà bạn bị kích ứng với lại hương liệu hoặc là da quá là nhạy cảm, thì Trinh vẫn khuyên là mọi người sử dụng những cái dạng tẩy da chết hóa học hơn thay vì những cái dạng tẩy da chết vật lý như thế này. Cho nên là mọi người lưu ý là những bạn phải da trong điều kiện là bình thường nè, không có những cái vết thương hở, trầy xước hay là bị kích ứng sưng viêm gì đó thì không nên xài nha. Chỉ là trong điều kiện bình thường thì mình mới nên xài những cái dạng tẩy da chết vật lý như thế này thôi. Và có một cái điểm là mọi người phải hết sức lưu ý cẩn trọng là mua phải hàng phát. Trinh không ngờ là cái giá của nó rẻ đến như vậy, chỉ có mấy chục ngàn nhưng mà lại có hàng phát nữa mọi người. Tại vì cái chị mà làm ở spa gần nhà Trinh đó, thì chị nói là có đợt spa mua phải những cái muối hạt nó rất là to, mà kiểu bôi lên một cái là nó rất là rác, mà mùi của nó cũng không có thơm như này nữa. Trinh nghĩ là cũng sẽ có một số bạn mua phải những cái hàng như vậy á, nên là mọi người lưu ý mua thì hiện tại cái hãng Avene này nó đã nhập khẩu chính thức ở Việt Nam rồi, có tem tiếng Việt này kia hết, nên là mọi người có thể mua được hàng chính hãng ở Việt Nam luôn. Trinh sẽ để link bên dưới để cho bạn nào có quan tâm nha. Nhớ là tuy là giá rẻ nhưng mà không hẳn là không có hàng phát đâu mọi người, sợ thật sự luôn.
Nói chung là tẩy da chết là bước đầu tiên cũng là một cái điều kiện cần để giúp da của mọi người có thể sáng hơn, khỏe hơn. Nhưng mà một cái bước thứ hai đó là điều kiện đủ, nó giống như nó sẽ khóa lại cái bước thứ nhất chút đơn. Đó chính là sử dụng những cái loại kem dưỡng dành cho body, cấp ẩm, nuôi dưỡng. Và nếu mà được nữa thì mọi người lựa chọn những cái dạng kem dưỡng mà có những cái thành phần làm trắng, làm sáng, thì nó sẽ đẩy nhanh cái hiệu quả làm sáng da của mọi người nhanh hơn rất là nhiều. Thì sẵn đang review những cái bảng muối tắm của Avène thì Trinh cũng có thấy là Avène có bán những cái sản phẩm kem dưỡng body mà có những cái thành phần làm sáng nữa, rồi mùi hương, rồi nâng tông các kiểu nữa. Và giá của nó thì cũng chỉ chưa tới 200 ngàn đâu mọi người, rất là hợp lý. Bởi vì Trinh nói nếu mà mọi người kết hợp một cái bịch muối tắm với một cái tuýp kem dưỡng body cùng hãng Avène luôn á, thì giá của nó rất là tiết kiệm. Tay thì trên tay của Trinh là có hai tuýp kem dưỡng body của nhà Avène, một cái tuýp màu hồng thì có tên là In Love Scent Bomb Healthy Glow, còn cái tuýp màu xanh này thì có tên là Party Scent Bomb Daily Skin Correcting. Mỗi một cái tuýp này thì dung tích là đến bao nhiêu ta, là 200ml, nhưng mà giá như cũng chưa đến 200 ngàn nữa mọi người. Và đây là những cái dạng mà 3 trong 1 nè, nó vừa cấp ẩm nè, nó vừa làm sáng, vừa nâng tông da, và đặc biệt là nó tạo mùi hương nữa, hương nước hoa trong này đó mọi người. À, và nó có khả năng chống nắng nha mọi người. Cho nên là rất là hợp cho những bạn nào mà kiểu lười, không muốn bôi trét nhiều lớp, nhất là những bạn mà ở miền Nam là thời tiết lúc nào cũng nắng nóng, rồi mùa hè nữa, thì mình chỉ cần xài một em này thôi thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều bước khác nhau, vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm thời gian, mà vừa tiết kiệm công sức. Nó rất là hợp cho những đứa lười. Trên tay Trinh thì có hai mùi khác nhau ha. Hình như hãng cũng chỉ có hai mùi này thôi. Thì hai bạn này có khá là nhiều điểm tương đồng về bản thành phần. Đầu tiên thì có glycerin để mà cấp ẩm nè, có niacinamide sẽ giúp làm sáng, đặc biệt là cái tuýp màu đỏ đỏ cam cam này thì sẽ có thêm arbutin nữa, đều là những cái thành phần làm sáng da cơ thể rất là nổi tiếng và hiệu quả. Chống nắng thì chỉ số chống nắng là SPF 30 và PA 4 dấu cộng, và đây là một dạng chống nắng vừa vật lý vừa hóa học đó mọi người. Đầu tiên là chống nắng vật lý thì có titanium dioxide, còn chống nắng hóa học thì có octisonate nè và amphobenzone. Nói chung là chống nắng kiểu hỗ trợ thôi, chứ không phải là kiểu chống nắng da treatment chuyên sâu Sinosoft S này kia nọ nha, kiểu mình xài thêm để mà kết hợp thôi. Chứ nếu mà mọi người sử dụng bạn này như là kiểu kem chống nắng, đặc biệt là sử dụng ở hoạt động ngoài trời thì Trinh không có recommend. Mọi người nên mua những cái loại chống nắng chuyên dụng hơn. Còn bạn này thì nó kiểu kết hợp chống nắng để mà mang lại cái độ thuận tiện ở nhà thôi á, và không có phải tiếp xúc với ánh nắng nhiều á, thì xài bạn này là nó đã chống nắng tương đối khá là ok cho mình rồi. Vẫn tốt hơn so với những cái dạng kem dưỡng body mà không có chút thành phần chống nắng nào. Trong này thì có fragrance, có nghĩa là nước hoa á mọi người, nhưng mà mỗi một dòng á thì sẽ có một cái mùi hương khá là khác nhau, và độ bám của nó thì Trinh thấy như là bám rất là dai, tầm khoảng từ 4 đến 6 tiếng luôn. Nếu mà bạn nào không có đổ mồ hôi nhiều ha, và nếu mà mình ở trong nhà, còn nếu mà mình đi ra ngoài đường nắng nóng mồ hôi thì nó sẽ bay đi nhanh hơn chút. Cái tuýp màu hồng hồng đỏ đỏ này nè, bây giờ mình sẽ gọi nó là AA Arbutin ha, thì nó có một cái mùi hương nó rất là thanh thoát, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là phù hợp với cái sở thích của Trinh. Còn cái tuýp màu xanh BB Milk này á, thì mùi của nó sẽ nồng hơn một chút xíu, nó sẽ đậm hơn một chút xíu, cho nên là cái tên của nó là Body Scent Bomb là vậy. Trinh nghĩ là chắc là sẽ hợp cho những bạn nào mà thích mùi rất là mạnh, quyến rũ. Còn đối với chất á, thì chất của hai bạn này nó hơi sệt một chút xíu, nó không phải là quá mỏng nhẹ như là kiểu sữa hay là lotion, nhưng mà được một cái là nó tán khá là ok và nó không có làm cho da của mình bị rít. Còn về cái khả năng cấp ẩm á, thì đối với da khô của Trinh thì Trinh sẽ sử dụng vào ban ngày là nhiều hơn, còn ban đêm thì Trinh sẽ dùng những cái loại mà nó cấp ẩm cao hơn, chuyên sâu hơn một chút xíu. Tại vì da của Trinh rất là khô và Trinh nặng máy lạnh đó mọi người, cho nên ban đêm thì Trinh phải sử dụng những cái loại cấp ẩm và nó là nặng đô chuyên dụng luôn. Tông màu của nó thì sẽ hơi khác một xíu nha mọi người. Tiếp AA Arbutin này á, thì cái chất kem của nó có màu thiên hơi trắng và hơi hơi hồng hồng nhẹ mọi người, cho nên là khi mà nó lên trên da thì nó sẽ nâng tông rất là tự nhiên. Còn đối với cái tiếp BB Milk này, Trinh nghĩ BB giống như là kiểu BB cream á mọi người, cho nên là nó sẽ có một cái màu hơi da da, hơi vàng vàng một chút xíu, giống như là màu kem của BB cream vậy đó. Khi mà lên da thì nó sẽ nâng tông, nó sẽ làm đều màu da được tốt hơn.
Đối với da của Trinh thì lên da gần như là nó tuyệt vào da của Trinh luôn, chứ nó không có làm cho da của Trinh bị tối hơn hay là bị trắng bệch, giống như là hiệu chỉnh tông da vậy mọi người. Mỗi lần mà bôi á thì mọi người bôi một cái lớp mỏng thôi, sau đó thì mình tán cho nó thấm đã, xong rồi mình hẳn chồng cái lớp tiếp theo ha. Như vậy thì nó sẽ dễ tán hơn và nó sẽ dễ đều màu hơn. Và lưu ý là khi mà mọi người bơm lên trên da xong là mọi người phải tán liền nha, chứ đừng có để chờ khoảng 1-2 giây. Nhất là đối với cái bạn BB Milk này á, nếu mà mọi người chờ một chút á thì khi mọi người tán nó sẽ bị hơi vón vón cục, giống như là kiểu ghét ghét á, thì nó sẽ không có tốt bằng là mình cho lên xong mà mình phải tán ngay lập tức. Đó, mọi người thấy không, Trinh tán lên xong thì nó sẽ tan hết vào trên da của Trinh nè. Và bề mặt da của Trinh thì nó khá là ráo, nó không có bị rít gì hết. Lúc đầu Trinh thấy cái chất kem của nó hơi dày, Trinh cứ sợ là nó kiểu bị rít rít bóng bóng á, nhưng mà mọi người thấy là Trinh chồng cả hai loại lên luôn á thì nó không hề bị rít hay là bị bóng gì chút xíu nào luôn. Còn về tông da thì Trinh thấy nếu mà tông da thường á thì mọi người có thể sử dụng cái dòng AA Aquatine này, còn tông da mà hơi tối màu chút xíu mà muốn nâng tông hiệu chỉnh á thì mọi người có thể sử dụng cái bạn BB Milk. Còn về mùi hương thì nếu mà mọi người thích mùi hương nhẹ nhàng như Trinh á thì chọn cái bạn AA Aquatine, còn nếu mà mọi người thích những cái mùi hương nó quyến rũ sexy hơn thì chọn cái bạn BB Milk này ha. Mỗi lần mà Trinh xài một trong hai bạn này á thì nó làm cho Trinh rất là nhớ Bangkok luôn. Trinh đã sống ở Bangkok 2 năm liền luôn á mọi người. Thì các cái bạn nữ ở Thái hình như là xài dòng này hay sao, nhưng mà cái mùi hương này nghe rất là rõ ở trong Skytrain hay là trong Metro luôn, không biết nữa. Nói chung là xài lại thì gợi nhớ cho mình một ký ức rất là đẹp về những năm tháng mà mình sống ở Thái Lan. Nói chung đây là một cái cặp sản phẩm mà Trinh đánh giá là ngon, bổ rẻ, dễ mua. Hàng chính hãng ở Việt Nam có thể mua ở bất kỳ các cái hệ thống siêu thị Bixi, Guardian, Vinmart, Copmart đều có thể mua được. Giá vô cùng học sinh, sinh viên, phù hợp với tất cả mọi đối tượng luôn. Mà lại còn rất là tiện, đặc biệt là những cái bạn kem này á, thì làm được tới 3-4 năm chức năng cùng lúc luôn. Và khi mà mọi người kết hợp một cái cặp sản phẩm vừa tẩy da chết nè, vừa dưỡng lại cho body của mình, thì Trinh đảm bảo với mọi người là trong vòng tầm khoảng 2 tháng thì mọi người sẽ thấy được là cái hiệu quả nó thay đổi trên da của mình như thế nào. Mình sẽ thấy là da của mình được sáng hơn, khỏe hơn, đều màu hơn và mịn hơn rất là nhiều nữa. Trinh sẽ để hết link bên dưới nếu mà mọi người có thể mua những bạn này online ha, trên các cái sàn thương mại điện tử mọi người đều có thể mua được luôn, hàng chính hãng ở Việt Nam ha. Đó, thì hy vọng là mọi người đã thích cái video này. Nếu mà mọi người thích video thì đừng quên hãy like cũng như là subscribe cho YouTube channel của Trinh, cũng như là comment bên dưới chủ đề video tiếp theo mà mọi người muốn Trinh làm bạn chị ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và Trinh sẽ gặp mọi người trong một video gần nhất.